Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Biên và hôm nay là thứ sáu. Bản tin giá vàng đi về đâu sẽ tiếp tục được lên sóng để phục vụ quý anh chị nhà đầu tư và điều đặc biệt tối hôm nay là tối thứ sáu tuần đầu tiên của tháng 5 Chính vì vậy trên thị trường sẽ đón nhận một cái bản tin vô cùng là tuyệt vời sẽ làm cho thị trường biến động rất là mạnh. Nhà đầu tư nếu đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế thì cần lưu tâm chú ý đến bản tin này có tên là bản tin năm Bản tin này sẽ thông bộ thông báo lại những các cái chỉ số của nền kinh tế Mỹ vào tháng Tư vừa qua. ở trong bản tin này thì nó có ba cái thông số mà chúng ta cần phải lưu tâm. thông số đầu tiên đó là cái tỷ lệ thất nghiệp, thông số thứ hai là số việc làm mới được tạo ra và thông số thứ ba là thông số liên quan đến uh, thu nhập bình quân theo giờ. như giới chuyên gia nhận định thì cái tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế Mỹ uh, tháng Tư vừa qua sẽ là một cái chỉ số tăng vọt như chúng ta đã biết bản tin của đầu tháng đầu tháng tư đó là thống kê các chỉ số của tháng 3 là cái tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt từ 3,5% tăng lên 4,4% và tháng tư vừa rồi là cái nền kinh tế Mỹ bị chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi dịch Covid gần như là đỉnh dịch chính vì thế cho nên là rất là nhiều công ty tạm phải đóng cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế ở những cái bang lớn bị ảnh hưởng nặng nề đều phải đóng cửa và người dân thì phải ở nhà để cách ly. Vì vậy cái tỷ lệ thất nghiệp theo các chuyên gia nhận nhận định dự báo trong tháng 4 sẽ có khoảng 2,2 triệu người lao động bị ảnh hưởng. Chính vì vậy làm cái tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên theo dự kiến dự báo là tăng từ 4,4% tăng lên cỡ khoảng 15-16% tổng số lượng người đang ở độ tuổi lao động. Anh chị hãy lưu ý điều này, nếu như tối nay mà thị trường thanh khoản bình thường thì khi thời điểm ra tin sẽ là thời điểm làm cho thị trường biến động rất là mạnh đặc biệt là ở chỉ số đô la index những cặp tiền liên quan đến đồng đô la sẽ biến động rất là mạnh vậy thì cái thông tin này sẽ ảnh hưởng với thị trường như thế nào chúng ta cùng nhìn lên đồ thị của đồng đô la index ngay bây giờ nào nhìn lên màn hình nào theo những cái bản tin phân tích trước đây của tôi thì cái khu vực là 100.4.5 này là cái vùng đảo chiều để nó sẽ có một cái nhịp giảm tiếp từ đây về cái vùng dưới này. Đấy. Đấy thế đây là cái phân tích ngắn hạn. Nếu như anh chị em nào đã theo dõi các cái bản tin từ Phạm Thành Biên thì biết rằng là những cái cập nhật rất là sát với thị trường từ khi mà T1 này được kết thúc và bây giờ nó vẫn đang ở nhịp giảm từ T1 xuống L1. Đó Thế vậy là khi mà đồng đô la index mà có nhịp điều chỉnh giảm mạnh như thế này, bởi vì cái nền kinh tế Mỹ của tháng 4 vừa qua bị ảnh hưởng rất là nặng bởi cô dịch dịch cúm, dịch covid ấy. Thế và bạn biết được rằng là đầu tiên là có thể tối nay là có thể là tăng trước nó giảm sau, tăng có thể là giá nó test lại khu vực trên này, sau đó nó có một nhịp giảm tiếp và xu hướng của tuần tới thì theo cá nhân chúng tôi nhận định là một nhịp điều chỉnh giảm về cái vùng đỏ này, cạnh dưới này là khoảng 98 điểm chỉ số, đấy chưa? Thế vậy quay trở lại với thị trường vàng đen hay còn gọi là thị trường dầu mỏ thì chúng ta xem cái xu hướng tiếp theo của 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 giá dầu nó sẽ biến động như thế nào nào chúng ta cùng nhìn lên đồ thị đây ở cái bản tin trước thì bản tin ngày mùng 4 tháng 5 thì tôi cũng đã chia sẻ với anh chị rằng là nếu như giá dầu đứng trên ngưỡng 20 đô la một thùng thì nó sẽ có xu hướng lên tới 29 đô la và bây giờ nó đang ở cái xu hướng theo mô hình triệu đô số 1 của trang Ebila thì bây giờ nó đang ở khu vực nhịp từ L2 tịnh tiến lên T3 đấy, cái nhịp ngắn ngắn đây này, này. Nhịp ngắn tăng trưởng từ đây lên đây. Đấy. Cái khu vực này có 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 giá khoảng 29,6 đến 31.6 điểm. Uh, 29,6 đô la một thùng đến 31,6 đô la một thùng. Và tại khu vực này thì nó lại có một nhịp điều chỉnh trở lại, được chưa? Điều chỉnh trở lại giảm về dưới này thì cái nhịp điều chỉnh này có thể về tới tận 20,5 đô la hoặc thấp hơn. Thế vậy là ở những bản tin sau thì anh chị có thể đón chờ khi mà giá nó test từ vùng 25,5 này giá nó tăng trưởng lên 29 đến 31 6 thì tại vùng này là một vùng hội tụ kháng cự và tại đây giá nó sẽ có nhịp điều chỉnh giảm trở lại thế vậy là ở đây chúng ta có cơ hội gì ở đây hoặc là nếu như từ đây nó test lại ngay vùng 20 thì cho chúng ta cơ hội mua lên hoặc nó tiến tới vùng 29,6 đến 31,6 là cho chúng ta cơ hội bán khống đấy chúng ta nhớ nhé có hai vùng này nhá đấy có hai cái vùng này và cái nội dung thứ ba bản tin giá vàng đi về đâu thì chúng ta cùng nhìn lên trên đồ thị trước tiên khi vào cái xu hướng của giá vàng quốc tế thì chúng ta cùng điểm lại diễn biến trong ngày hôm nay giá vàng trong nước nó có cái biến động như thế nào để phục vụ cho quý chị nhà đầu tư trong nước đang đầu tư vàng miếng vàng vật chất và đặc biệt dành cho những anh chị em là chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng trong nước kinh doanh vàng vật chất kinh doanh kim loại quý trong nước sẽ có một cái nhìn toàn cảnh hơn là chúng ta cùng nhìn cái diễn biến của giá vàng trong nước À, như anh chị em thấy là ngày hôm nay tại cái bản tin này nó cập nhật vào lúc 13 giờ 54 phút chiều nay và chúng ta biết rằng là đêm hôm qua là thị trường quốc tế là giá vàng quốc tế nó có một cái nhịp tăng khá là tuyệt vời từ 1.700 lên tới tận quanh ngưỡng 1.720. Đấy, thế vậy làm cho giá vàng trong nước ngày hôm nay có sự tăng trưởng, có những nơi giá đã tăng lên 400 cho chiều bán ra và có những nơi thì tăng lên 150.000, có những nơi tăng đến 110 và nói chung là trên toàn thị trường là giá vàng miếng của ngày hôm nay đều ghi nhận là một mức tăng đã bám sát lại quanh cái ngưỡng bám sát quanh lại cái ngưỡng là 48 triệu đấy, 48 triệu 949 triệu đấy, 48 triệu 200. Thế vậy là ở các cái bản tin trước đây thì tôi luôn nhấn mạnh nhà đầu tư vàng vật và chất trong nước rằng là tại cái khu vực này thì chúng ta hạn chế hạn chế tối đa mua vào và hãy chờ thị trường có nhịp điều chỉnh giảm lại thì lúc đấy chúng ta mới có mới nên mua vào bởi vì mua ở cái khu vực này là khu vực hai đỉnh khi mà hai đỉnh này thì có thể nó test đi test lại test đi test lại quanh khu vực này một thời gian nhưng ở phần lớn ở cái ngưỡng này thì thường là trên thị trường quốc tế sau khi nó test vùng đỉnh xong thì nó thường là có một cái nhịp điều chỉnh do cái động thái chốt lời của nhà đầu tư và khi trên thị trường quốc tế giảm mạnh thì giá vàng trong nước chắc chắn nó sẽ cũng giảm theo và chúng ta ngay bây giờ cùng xem lại cái giá vàng quốc tế nó như thế nào nhé đây trên màn hình của tôi đây là cái đồ thị của giá vàng quốc tế thì các bạn thấy rằng là đêm hôm qua là một ngày hôm qua cái phiên giao dịch ngày hôm qua là một phiên có cái biến biên độ biến động rất là mạnh từ giá quanh ngưỡng là 1680 84 đô la một ao và tối hôm qua là có những lúc ghi nhận tăng cao nhất là lên quanh ngưỡng là 1720 đô la một ao và tại đây thì nó vẫn tại cái khu vực 1725 này đây các bạn nhìn gần hơn nhìn gần hơn thì cái khu vực này nó cũng là một cái khu vực mà nó có cái kháng cự ở quanh ngưỡng là 1725 và nếu như vượt qua ngưỡng 1725 này thì nó có xu hướng tăng lên cái khu vực là 1747 và 1760. Nhớ nha, cái khu vực 1720 đây là một khu vực rất hết sức là lưu ý. Và điều đặc biệt, tối nay là tối thứ 6 tuần đầu tiên của tháng 5 và bản tin năm của phiên Mỹ được xuất bản vào lúc 19 giờ 30 phút giờ Việt Nam. Chính vì vậy cho nên là trước cái giờ đó khoảng 1 2 phút và sau đó cả tiếng đồng hồ thị trường sẽ biến động rất là mạnh. Nhà đầu tư nếu bạn đang là đầu tư ở trên thị trường tài chính quốc tế thì theo cá nhân trải nghiệm của tôi là nên đứng ngoài thị trường anh chị ạ. Nên đứng ngoài thị trường. Tất nhiên chúng ta vẫn phân tích để chúng ta đánh giá nhìn nhận cái xu hướng tiếp diễn trong ngày hôm nay và xu hướng của tuần sau. Nhưng lời khuyên chân tình của tôi là chúng ta đã biết được cái mốc thời gian đó là thị trường biến động rất là mạnh. Chính vì thế nên đứng ngoài thị trường anh chị nhé, nên đứng ngoài thị trường quan sát cơ hội thì nó có rất là nhiều. Cái thị trường này còn là việc quanh năm và còn rất rất nhiều năm nữa. Chính vì thế mỗi một tháng có một ngày thôi biến động cực kỳ mạnh tối thứ sáu tuần đầu tiên hàng tháng chúng ta nên đứng ngoài thị trường không nên ham hố không nên gọi là uh, đầu tư theo kiểu là mạo hiểm quá rủi ro quá và nó sẽ dẫn đến là cái thói quen không tốt chúng ta hãy nên đứng ngoài phân tích nếu có vào thì nên vào ở quãng khoảng, khoảng thời gian sau 21 giờ sau 21 giờ là có nghĩa là từ lúc ra ti đến lúc đó nó cỡ khoảng một tiếng rưỡi thì thị trường bắt đầu nó sẽ ổn định và đi theo phân tích kỹ thuật lúc đó chúng ta có nên vào hay không và nhìn trên đồ thị ở đây chúng ta xem có mấy cái ngưỡng kỹ thuật nào mà chúng ta cần lưu ý cái ngưỡng kỹ thuật lưu ý đầu tiên là quanh cái khu vực 1700 đấy đây là ngưỡng đầu tiên ngưỡng kỹ thuật thứ hai là quanh ngưỡng 1725 đấy và tất nhiên có một cái ngưỡng thấp ở dưới này nữa là cỡ khoảng 1677 1680 đây anh chị này cái ngưỡng ở dưới này đấy cạnh dưới này là cỡ khoảng 1677 1700 1725 còn nếu như mà ra tin mà đồng đô la bị bán tháo mạnh thì có thể đẩy giá vàng vượt qua ngưỡng 1725 hướng tới cái vùng 1747 và cao có thể lên tới 1760. Đấy, thế vậy chúng ta hãy nhớ ngày hôm nay nó có bốn cái ngưỡng kỹ thuật, hai ngưỡng phí phía trên và hai ngưỡng phía dưới. Và bây giờ giá thì nó nằm ở đoạn giữa, cho nên là 50% có tỷ lệ tăng và 50% có tỷ lệ giảm. Cho nên chúng ta hãy đứng ngoài thị trường tối ngày hôm nay còn chúng ta còn có rất rất nhiều các cái ngày khác để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận còn nếu vào thị trường thì hãy tính toán để vào ở cái ngưỡng khoảng thời gian sau 21 giờ giờ Hà Nội và chúng ta lưu ý trên đồ thị có từng này cái điểm đấy có bốn cái điểm có bốn cái điểm quan trọng này thường nếu như chúng ta có tính toán vào thì nên đặt buy limit ở quanh khu vực 1.700 1.701 đấy là lệnh chờ mua thì khả năng cao là giá nó sẽ giảm trước sau tăng Đấy, theo nhận định của cá nhân tôi là phiên tối nay là nhận định, nhận định cá nhân thôi nhá là giảm trước sau tăng. Đấy, sau tăng có thể tăng lên đến 1.725 đấy. Còn có vượt được qua 1.725 không thì chúng ta cần phải chờ vào tối nay. Được chưa ạ? À, rất vui được chia sẻ những cái điều tuyệt vời này đến tất cả quý anh chị nhà đầu tư, tất cả quý anh chị đang là chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng, tất cả quý anh chị nhà đầu tư kinh doanh vàng miếng và những người đang nghiên cứu học hỏi tìm hiểu và phân tích các cái thị trường tài chính quốc tế. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị vào bản tin của đầu tuần tới. chúc tất cả quý anh chị nhà đầu tư có một thương vụ đầu tư thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những cái video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.